Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội xôn xao với chia sẻ của chị D, T, T, trú tại Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, có nội dung về những tiêu cực tại bệnh viện ca. Trong clip, người phụ nữ này liên tục khóc cho rằng các y bác sĩ bệnh viện ca cơ sở 2 Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, vét những đồng tiền cuối cùng trong túi bệnh nhân ung thư. Cụ thể, người chia sẻ clip vừa nói vừa khóc cho hay, vừa từ bệnh viện ca cơ sở 2 Tam Hiệp về, em đã khóc rất to vì trước cổng bệnh viện có những bệnh nhân ăn nhiều bữa sáng. Hôm qua bệnh viện trả bệnh nhân và họ mất trên xe cấp cứu đi về nhà. Em đau khổ khi ở ngoài yêu thương bệnh nhân thì bệnh viện lại có bao nhiêu đau khổ cho bệnh nhân, họ vét tiền cuối cùng trong túi bệnh nhân. Người này tiếp tục khóc cho rằng, bệnh nhân mỗi lần đi xã mất 200.000 đồng. Bệnh nhân ca có sống được bao nhiêu đâu, cửa ải cuối cùng đời người ở bệnh viện ca, bao nhiêu đau khổ diễn ra ở đó. Cuối đời họ còn bao nhiêu hơi thở nữa đâu. Nếu đút lót thì mai cho xạ trị, không đút lót để tuần sau. Người này khóc nức nở rồi mong lãnh đạo Bộ Y tế vào cuộc chấn chỉnh các bác sĩ. Không những thế, người này cho rằng tại bệnh viện ca cơ sở 3 Tân Triều cũng xảy ra trường hợp tương tự. Trước những ồn ào nói trên, sáng 20 tháng 8, đại diện bệnh viện ca đã có thông tin chính thức về vụ việc này tới báo chí. Theo đó, bệnh viện ca khẳng định các nội dung nêu trong video đều là những lời bịa đặt, vu khống, mang tính bôi nhọ, cố tình xúc phạm hình ảnh, uy tín của bệnh viện. Việc làm này không chỉ gây ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh và quản lý hàng ngày tại bệnh viện, hạ thấp uy tín cá nhân và tổ chức tập thể cán bộ y tế mà gây tâm lý hoang mang đến toàn thể bệnh nhân và cộng đồng xã hội quan tâm vụ việc trước các thông tin tiêu cực, kích động, mang tính xúi giục. Theo đó, bệnh viện ca cũng khẳng định việc tổ chức, quản lý và hoạt động hành nghề khám chữa bệnh dưới sự giám sát chặt chẽ của Bộ Y tế, đảm bảo tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc các quy định pháp luật Việt Nam, quy chế hoạt động và quy định của các cơ quan ban ngành. Bệnh viện ca thực hành nghề nghiệp theo tiêu chuẩn chuyên môn và đạo đức ngành y, các chính sách khung giá và niêm yết giá dịch vụ khám chữa bệnh công khai theo quy định của Bộ Y tế. Phía bệnh viện đã gửi đơn trình báo, tố giác hành vi vi phạm đến các cơ quan quản lý ban ngành và cơ quan chức năng trung ương và địa phương xảy ra vụ việc. Hiện nay, vụ việc đang trong quá trình xử lý theo quy trình pháp luật để nhanh chóng làm rõ và đưa ra kết luận. Vì vậy, bệnh viện mong muốn được tiếp nhận ý kiến của tất cả mọi người qua các kênh thông tin chính thức của bệnh viện. Bộ phận tiếp đón người bệnh tại 03 cơ sở, đường dây nóng của bệnh viện, hòm thư góp ý tại các khoa của bệnh viện. Bệnh viện ca cũng thông tin về sự việc xảy ra sáng 17 tháng 8. Cụ thể, chị D, T, T đi thẳng vào bệnh viện ca cơ sở 2 Tam Hiệp phát phiếu, kêu gọi các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến lấy đồ ăn phát từ thiện, quay phim người bệnh đang điều trị. Điều này vi phạm quy định về quyền riêng tư bệnh nhân và quy định về tổ chức phát quà từ thiện của bệnh viện, ảnh hưởng người bệnh và trật tự trong khuôn viên bệnh viện và chưa được bệnh viện ca thông qua. Sự việc được đội ngũ bảo vệ phát hiện và mời chị D, T, T ra ngoài. Tuy nhiên, chị D, T, T có những hành động ăn vạ, ngồi ở ghế của hành lang lớn tiếng chửi bới, lăng mạ, thách thức nhân viên bảo vệ, gây mất trật tự trong khuôn viên bệnh viện. Bệnh viện ca đã kịp thời báo công an xã Tam Hiệp, công an huyện Thanh Trì để phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thanh Trì nhằm kịp thời ngăn chặn chị D, T, T và chồng gây mất trật tự tại bệnh viện ca cơ sở Tam Hiệp, đồng thời lập biên bản vụ việc, ghi nhận sơ đồ hiện trường dưới sự tham gia và chứng kiến của các bên liên quan để tiến hành các bước theo đúng thủ tục pháp luật. Tất cả diễn biến vụ việc xảy ra đều có hình ảnh và camera tại khuôn viên của bệnh viện ca cơ sở 2 Tam Hiệp ghi lại và được trích xuất nộp trình cho cơ quan chức năng, cùng các biên bản hiện trường được lập đầy đủ, chứng minh những thông tin đang lan truyền là sai sự thật, bịa đặt, vu khống. Trước những ồn ào nói trên, đại diện bệnh viện ca cho biết thêm, bệnh viện luôn sẵn sàng lắng nghe, tiếp nhận ý kiến đóng góp của người bệnh và gia đình về các vấn đề tồn tại một cách tích cực, từ đó có thể đánh giá tiếp tục phát huy hay cải thiện, triển khai các hoạt động phù hợp hơn với điều kiện thực tế. Tuy nhiên, việc đăng tải video lên mạng xã hội các nội dung, thông tin một chiều, thiếu cơ sở và không có bằng chứng, dẫn dắt dư luận đến những ý kiến, bình luận sai lệch sẽ ảnh hưởng tâm lý bệnh nhân đang điều trị ung thư.